Vilo mà làm bông ấy là số 1, bà con xịt hôm nay 3-4 ngày sau chơi lại nữa cho tôi, lỡ đổ thuốc gấp đôi không ảnh hưởng. Là người nông dân có sao mình nói vậy, wow. Thì cái Vigo 79 thì mình thích nhất của thằng Vigo 79 là làm cơ đọt rất là tập trung, và khi mình xịt lên thì cái cơ đọt của cái cây của mình nó phóng rất là khỏe và dài. Nhưng đặc biệt của cái Vigo 79 khi cái đọt non phóng lên, đời nắng không bị quẹo. Tiên mà ra hoa như thầy thì chúng ta phải phục hồi cái khả năng ra hoa cho cái cây sầu riêng. Thì cái phục hồi cho cây sầu riêng thì nó sẽ kéo dài nguyên một cả một quá trình. Thứ nhất là chúng ta phải phục hồi được cái bộ rễ, là tạo cái bộ rễ thật khỏe cho cái cây sầu riêng. Thì có như vậy thì cái cây sầu riêng của chúng ta mới phát triển mạnh được. Tiếp theo thì cái cây sầu riêng của chúng ta phải phát triển được cái bộ lá, cái cơ đọt, và sau đó thì chúng ta mới xử lý ra hoa. Thì về phía công ty Vinco thì cũng đã có được những cái giải pháp để giúp cho bà con nông dân chúng ta phục hồi cái quá trình ra hoa cho cây sầu riêng được một cách tốt nhất, tối ưu nhất. Đầu tiên là thì mình phục hồi cái bộ rễ. Thì sản phẩm của công ty Vinco trong cái giai đoạn này nó sẽ có ba cái yếu tố. Thứ nhất là kích thích cái bộ rễ phát triển. Thứ hai là nó sẽ bảo vệ những cái tác nhân gây hại cho cái bộ rễ. Và cái thứ ba là nó sẽ tạo cái môi sinh thuận lợi, để cho cái môi trường thuận lợi cho cái bộ rễ phát triển. Thì ba cái sản phẩm này gồm cái thứ nhất là cái sản phẩm Vinco Root, chuyên để sử dụng công tác kích rễ, hạ độc, hữu cơ trong đất như nâng cái pH đất. Thứ hai là cái sản phẩm tiêu tiến trùng, để chúng ta ngăn ngừa cái đối tượng tuyến trùng tấn công gây hại cho cái bộ rễ. Và cái thứ ba là cái sản phẩm Biohumi, thì nó sẽ giúp kích thích cái bộ rễ phát triển, cũng như tăng được cái hàm lượng hữu cơ trong đất lên. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ có một cái bên công ty Vinco có một cái giải pháp để giúp chúng ta tạo được một cái dàn lá thật là tốt, thật là sung khỏe. Thì cái bộ giải pháp để chúng ta tạo cái dàn lá thì nó sẽ đi theo từng cái bước. Vì một cây đọt của chúng ta, cây sầu riêng nó sẽ kéo dài từ lúc mới nhú cho đến lúc cái dàn lá sầu riêng mà nó thành thục hoàn toàn, thì nó sẽ kéo dài từ 45 cho đến 50 ngày. Khi mà cái dàn lá nó già hoàn toàn thì nó khoảng gần 2 tháng thì nó sẽ thành thục hoàn toàn. Thì đầu tiên thì khi mà cái cây sầu riêng của chúng ta mới nhú mắt cua, thì chúng ta bên công ty Vinco có giải pháp là thứ nhất là cái sản phẩm Focrop 1465 và cái sản phẩm Vinco 79. Thì hai sản phẩm này nó sẽ giúp kéo dài cái cơ đọt sầu riêng của chúng ta ra. Yeah. Thứ hai thì đến cái giai đoạn mà cái lá sầu riêng của chúng ta nó nở, thì chúng ta sử dụng cái sản phẩm Vinco 79 cộng với sản phẩm Forop K3020 để giúp cho cái lá sầu riêng của chúng ta nó dài nhanh hơn. Và cuối cùng thì từ khi mà cái lá của chúng ta nó lụa và nó thành thục hoàn toàn, thì chúng ta sử dụng cái sản phẩm Vinco 79 cộng với sản phẩm Zeromix để chúng ta giúp cho cái dàn lá sầu riêng nó xanh hơn, nó dày hơn, và ngăn ngừa những cái tác nhân gây bệnh cho cái lá, cái dàn lá của sầu riêng. Thì đó là cả một cái quá trình để chúng ta xử lý cho một cái cơ đọt cái dàn lá của cây sầu riêng. Thì đến cái bước thứ ba là cái giai đoạn xử lý ra hoa. Thì như thầy Hâu chia sẻ cho quý bà con nông dân chúng ta, để xử lý ra hoa cho cây sầu riêng thì chúng ta phải áp dụng nhiều cái biện pháp khác nhau, nhiều cái quá trình khác nhau, nó liên kết chặt chẽ với nhau. Thì ngoài cái sự tạo khô hạn thì bên công ty sẽ có những cái giải pháp là áp dụng được những cái sản phẩm để giúp chúng ta kích thích tạo mầm hoa. Gồm có ba cái sản phẩm chính là cái sản phẩm Focrop K3020, yeah, sản phẩm Vinco 79 và cái sản phẩm Zeromix. Thì ba sản phẩm này với cái công dụng, với cái thành phần thứ nhất là cái một số cái canxi và cái trung vi lượng cũng như cái axit amin giúp cái dàn lá của chúng ta nó xanh, nó dày, nó khỏe hơn. Thứ hai là cái sản phẩm Focrop K3020 với cái hàm lượng lăng và kali cao, yeah, thì nó sẽ giúp cho cái cây của chúng ta bắt đầu thăng hóa mầm hoa cách, yeah, tốt nhất. Thì những cái trình tự từng bước đối với cái bộ ba tạo mầm hoa thì thứ nhất là khi mà chúng ta mới bắt đầu làm già lá thì chúng ta sẽ sử dụng cái bộ tạo mầm hoa. Tiếp theo thì khi mà chúng ta xử lý tạo khô hạn trong đất, tức là chúng ta sẽ xiết nước rồi tạo khô hạn ở trong đất bằng cách phủ bạt ni lông, yeah, cũng như hoặc là tạo hộc, cắt hộc
hoặc là một số cái biện pháp kỹ thuật khác, sau đó chúng ta tiếp tục xử lý cái bộ sản phẩm tạo mầm hoa của công ty Vinco thì trong vòng khoảng từ 25 cho đến 30 ngày sau khi chúng ta xịt nước thì cái quá trình xử lý ra hoa nó sẽ được đảm bảo và được thành công. Thì ngoài cái giải pháp của công ty Vinco thì những cái điều kiện như giáo sư chia sẻ thì nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều đến cái quá trình mà ra hoa của cây sầu riêng. Thì ngoài việc áp dụng cái giải pháp của công ty Vinco thì nó cũng phải đảm bảo được những cái yếu tố, đầy đủ những cái yếu tố về điều kiện thời tiết, về khí hậu, về độ ẩm thì nó mới giúp cho cây sầu riêng của chúng ta ra hoa được thành công. Thì đó là toàn bộ những cái giải pháp của bên công ty Vinco để giúp bà con nông dân chúng ta xử lý ra hoa một cách hiệu quả nhất.